Xin chào các anh chị và các bạn. Bán phòng trên booking.com là cơ hội cho những chủ khách sạn, quản lý khách sạn online hoặc những chủ đầu tư làm kinh doanh khách sạn như một nghề tay trái. Clip sau đây của Smart Hotel sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng ký bán phòng trên booking.com cho những người mới bắt đầu. Bán phòng trên booking.com như thế nào là câu hỏi mà rất nhiều chủ khách sạn đang kinh doanh khách sạn online thắc mắc khi muốn mở rộng các kênh bán phòng của mình. Booking.com cung cấp các công cụ hữu ích để hỗ trợ chủ khách sạn cả trên ứng dụng và trang web trực tuyến. Chỉ với vài thao tác cơ bản thì chủ khách sạn đã có thể đăng bán phòng khách sạn của mình cách dễ dàng, phân loại phòng, theo dõi booking và nhiều tính năng khác. Chúng ta sẽ bắt đầu những bước cơ bản nhất nhé. Đầu tiên các bạn vào trang booking.com này. Và đây là cái giao diện của trang booking.com nhé. Các bạn kéo xuống phần dưới chân trang, phía dưới này sẽ có cái mục đó là đăng ký chỗ nghỉ của quý vị. Mình sẽ kích vào đó. Sau khi kích vào thì nó sẽ tự động mở thêm một tab mới có link là joy.booking.com. Chúng ta sẽ click vào bắt đầu để tiếp tục đăng ký này. Ở phần thông tin này nó bắt mình điền địa chỉ email vào, thì mình sẽ điền địa chỉ email của khách sạn mình vào nhé. Sau khi mình nhập địa chỉ email này, mình sẽ bấm tiếp tục. Nó sẽ hiển thị ra một trường thông tin nữa, mình sẽ điền đầy đủ thông tin vào theo yêu cầu. Sau khi điền đầy đủ thông tin, mình sẽ bấm vào tiếp theo này. Ở đây nó sẽ hiển trường thông tin đó là mật khẩu, mình sẽ đặt mật khẩu. Mật khẩu ở đây nó yêu cầu ít nhất là 10 ký tự, trong đó có chữ viết hoa, chữ viết thường và có cả số. Sau khi đã điền mật khẩu theo đúng yêu cầu của trang web, mình sẽ bấm vào tạo tài khoản. Như vậy là nó sẽ báo là đã gửi một cái thư đến và gửi vào cái mail của mình để mình xác nhận. Bây giờ mình sẽ quay lại cái Gmail mình đăng ký này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái mail của booking.com dùng để xác nhận lại của mình. Nó sẽ hiển thị cái đường link này, mình sẽ bấm vào xác nhận email của tôi này. Như vậy là nó đã xác nhận được email của mình và nó sẽ gợi cho mình là sẽ đăng chỗ nghỉ của mình theo cái hình thức nào ở đây, ví dụ là căn hộ, nhà, khách sạn, nhà nghỉ hoặc là các chỗ nghỉ khác. Sau khi xác nhận email thành công thì các bạn có thể quay lại email của mình này. Các bạn có thể thấy một cái thư xác nhận của booking.com. Nó đã xác nhận cho mình này. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái phần đăng ký tiếp theo này. Ở đây mình sẽ chọn ví dụ là khách sạn đi. Mình click vào khách sạn thì nó sẽ gợi cho mình là cái mô hình nào giống với nhà mình nhất. Thì đây mình sẽ chọn khách sạn đi. Khách sạn và nhà nghỉ. Khách sạn. Mình sẽ bấm vào tiếp tục này. Một khách sạn với một hay nhiều phòng mà khách có thể đặt. Mình sẽ đăng một khách sạn. Mình sẽ chọn là một hotel với một hay nhiều phòng mà khách có thể đặt này. Rồi tiếp tục này. Một khách sạn nơi khách có thể đặt phòng. Mình sẽ bấm tiếp tục này. Sau khi mình bấm tiếp tục thì nó sẽ hiển thị cho mình một cái trường thông tin để mình có thể điền vào cho khách sạn của mình nhé. Chúng ta sẽ tiến hành nhập đầy đủ các thông tin của khách sạn vào đây. Trước hết là tên này, xếp hạng sao thì mình chọn đây, khách sạn này mình sẽ chọn 3 sao. Tên người liên hệ mình sẽ để tên của mình này, số điện thoại của mình này. Các bạn có sở hữu nhiều chuỗi khách sạn không? Nếu mà có thì các bạn chọn có, còn không thì các bạn sẽ tích vào không. Tiếp theo nó sẽ hỏi là quý vị có sử dụng công cụ quản lý kênh không? Thì nếu mà bạn không có công cụ quản lý kênh thì các bạn chọn đây. Còn nếu các bạn có công cụ quản lý kênh giống như kiểu CMS của Smart Hotel ấy thì các bạn sẽ tích vào đây. Nó sẽ nhập tên công cụ ở đây. Đây mình sẽ chọn không nhé. Mình sẽ nhập địa chỉ của khách sạn vào đây. Ở phần mã bưu chính này, nếu các bạn không biết thì các bạn có thể lên Google để search mã bưu chính nhé.
Sau đó các bạn điền đầy thông tin, các bạn sẽ bấm tiếp tục. Như vậy là mình đã xong cái phần thông tin cơ bản của khách sạn này. Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới đây là mạch danh mục mình cần phải điền đủ đầy đủ thông tin. Mình sẽ điền lần lượt nhé. Tiếp theo là đến phần bố cục và giá. Mình sẽ chọn loại phòng này. Đây nó sẽ có rất nhiều loại phòng mình chọn. Mình sẽ chọn đúng theo khách sạn của mình. Mình sẽ nói qua các thông tin này. Thứ nhất là loại phòng này. Mình sẽ chọn phòng giường đôi, tên phòng là phòng deluxe giường đôi này. Tên thì chọn deluxe room này. Về các chính sách thuốc, không thuốc này. Tổng số phòng mình có deluxe trong khách sạn mình có 10 phòng, mình sẽ chọn 10 này. Chọn giường gì giường đây, mình sẽ chọn giường cỡ lớn. Là có một giường cỡ lớn này. Có thể ở khai khách. Kích thước phòng là bao nhiêu này. Giá của một đêm là bao nhiêu, mình sẽ chọn đây. Sau khi mình điền đầy đủ thông tin của phần thiết lập về bố cục và giá, mình sẽ bấm vào tiếp tục này. Nếu mà mình có nhiều loại phòng thì mình sẽ bấm vào thêm phòng khác. Ở đây là mình làm ví dụ thôi để cho các bạn biết. Thì các bạn, mình sẽ bấm tiếp tục này. Dù các bạn có 3 loại phòng, 4 loại phòng thì các bạn sẽ bấm vào thêm phòng khác để tiếp tục thêm. Và nó sẽ yêu cầu mình nhập số lượng của phòng này. Mình sẽ nhập đúng số lượng thực tế của số loại phòng này trong khách sạn của mình. Mình sẽ bấm tiếp tục này. Nó sẽ nhảy đến phần thứ 3, đó là phần tiện nghi và dịch vụ. Ở phần tiện nghi và dịch vụ thì các bạn có thể thấy những trường thông tin nó đã hiển thị ra rồi. Và nếu khách sạn của mình có những cái tiện nghi và dịch vụ gì thì mình sẽ chọn như thế. Sau khi mình đã chọn đầy đủ các thông tin và những tiện nghi dịch vụ có trong khách sạn mình thì mình sẽ bấm tiếp tục. Nó sẽ nhảy đến phần tiếp theo là phần tiện nghi này. Thì các bạn cũng căn cứ vào thực tế khách sạn mình có như nào, mình sẽ chọn thông tin như thế. Sau khi điền thông tin của phần tiện nghi, các bạn có thể thấy ở đây có phần xem tất cả tiện nghi. Các bạn có thể bấm vào để xem tất cả những tiện nghi phù hợp với cái khách sạn của mình. Đây mình sẽ chọn một vài tiện nghi cơ bản nhất. Mình sẽ bấm tiếp tục này. Như vậy là xong phần tiện nghi. Nó sẽ đến tiếp theo là phần hình ảnh. Ở đây mình đã thêm tạm 4 ảnh vào cho các bạn xem. Mình có càng nhiều ảnh, mình càng thêm nhiều càng tốt nhé. Sau đó mình sẽ bấm tiếp tục này. Như vậy xong phần hình ảnh, nó sẽ nhảy đến phần chính sách. Các bạn có thể thấy những chính sách ở đây. Về chính sách hủy đặt phòng, bảo hiểm đối với phòng nhầm lẫn hoặc nhận phòng trả phòng thì mình căn cứ vào thực tế của mình nào, mình sẽ chọn như thế nhé. Sau khi mình điền đầy đủ thông tin của phần chính sách, các bạn có thể thấy đây. Mình sẽ bấm tiếp vào phần tiếp tục này. Như vậy là sẽ đến phần cuối cùng, đó là phần thanh toán. Thì các bạn cũng sẽ căn cứ vào thực tế khách sạn mình thanh toán và những thông tin nào, mình sẽ điền vào đây. Sau khi điền đầy đủ tất cả các thông tin về phần thanh toán, các bạn có thể nhìn thấy phía phần trăm hoa hồng dạy mình phải trả cho booking.com là 15% này. Tên trên hóa đơn của, hoặc mình có thể ghi tên của khách sạn hoặc tên của công ty nào đó. Đây, người nhận có cùng địa chỉ không, mình sẽ chọn là có. Các bạn có thể thấy đây là hai cái phần này là tôi chứng nhận với cả tôi đọc và chấp nhận đồng ý. Sau đó mình sẽ bấm vào hoàn tất đăng ký và sau khi hoàn thành thông tin của khách sạn thì booking.com sẽ gửi một email xác nhận cho bạn về thông tin xác thực của khách sạn. Trước khi đưa khách sạn của bạn lên trang booking.com để thực hiện bật phòng, thời gian chờ đợi email thì trong vòng khoảng 24 tiếng, cũng có thể nhanh, có thể là chậm. Thì trong email sẽ có đường link của khách sạn của bạn trên booking.com. Ở đây của mình nó đã về rất là nhanh, các bạn có thể kiểm tra này. Email đầu tiên là chúc mừng bạn đã đăng ký trở thành đối tác này. Email thứ hai đó là thông tin về cài đặt tài khoản. Các bạn có thể xem. Email thứ ba đó là hợp đồng chỗ nghỉ này. Nó sẽ có một cái file hợp đồng đính kèm này. Email thứ tư nó sẽ báo là đã được duyệt nhưng vẫn chưa thể lên trực tuyến ngay. Đến đây các bạn tiếp tục làm theo các bước mà booking.com hướng dẫn trong email là các bạn có thể bán phòng khách sạn trên booking.com rồi.
Như vậy với clip này, Smart Hotel đã hướng dẫn các anh chị các bạn cách tạo tài khoản và cách đăng ký bán phòng trên trang web booking.com. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi hết video này của chúng tôi. Smart Hotel xin chân thành cảm ơn.